Tranh gỗ Minh Châu xin giới thiệu tới quý khách hàng tấm tranh đồng quê với kích thước 2m17 x 1m07 bằng gỗ vụ. Và trên đây là tấm thuyền buồm, tức là thuận buồm xuôi gió. Bức này bằng gỗ hương đá. Chúng tôi đều đục sâu kênh bông với ván gỗ là dày 6 phân. Đây bằng thức bức thuyền buồm bằng gỗ vụn. Đây là chúng tôi sơn PU bóng mờ.